Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến của Kalasa. Thì bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là đi tìm hiểu chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Vậy chất rắn được chia làm hai dạng, đó là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Thì chúng được cấu tạo và có những cái đặc điểm như thế nào? Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được cái điều đó. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu thế nào là một chất rắn kết tinh. Chất rắn kết tinh là những cái chất rắn mà có cấu trúc tinh thể. Như vậy thì cấu trúc tinh thể đó là gì? Đây là cái hình minh họa về muối ăn. Khi muối ăn, khi người ta dùng cái kính hiển vi thì người ta sẽ chụp được hình ảnh muối ăn nó có dạng như thế này. Và đây là cấu trúc tinh thể của muối ăn. Nó gồm là một cái khối lập phương thế này, được mô phỏng ở không gian 3 chiều ha. Thì trong cái khối đó nó gồm các cái nguyên tử natri và clo, nó kết chặt với nhau tạo thành một cái khối lập phương như thế ha. Cái hình tinh này, hình tiếp theo đó là cấu trúc tinh thể của kim cương ha. Kim cương thì có cấu trúc tinh thể như vậy. Và cái đá thạch anh thì nó có cấu trúc tinh thể như thế này. Như vậy thì cấu trúc tinh thể là gì ha? Từ những cái hình vẽ đó các em có thể là tự mường tượng được cái thế nào là một cái cấu trúc tinh thể. Như vậy cấu trúc tinh thể, hay người ta gọi tắt là tinh thể, đó là cấu trúc tạo bởi các hạt này là gồm những nguyên tử, phân tử hay là ion. Và chúng liên kết chặt với nhau bằng những cái lực tương tác và sắp xếp theo một cái trật tự hình học không gian xác định, gọi là mạng tinh thể. Và trong mỗi hạt đó, và trong đó mỗi hạt nó luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. Đó chính là đặc điểm của một cấu trúc tinh thể. Như vậy thì kích thước tinh thể của một chất có thể thay đổi từ vài cm đến vài nanomet, tùy thuộc vào quá trình hình thành tinh thể là diễn biến nhanh hay chậm. Nếu như tốc độ kích tinh càng nhỏ thì là tinh thể sẽ có kích thước càng lớn. Như vậy thì tinh thể của một chất á, như vậy thì từ đây các em có thể trả lời. Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến của Kalasa. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học mới. Đó là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Thì chất rắn nó chia làm hai dạng, đó là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Chúng có đặc điểm và cấu tạo như thế nào? Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm được cái điều đó. Đầu tiên là chúng ta đi tìm hiểu chất rắn kết tinh. Thế nào là một chất rắn kết tinh? Chất rắn kết tinh là những cái chất rắn có cấu trúc tinh thể. Như vậy thì thế nào là một cấu trúc tinh thể? Đây là cái hình minh họa về cấu trúc tinh thể của muối ăn ha. Muối ăn khi mà người ta chụp kính hiển vi thì người ta sẽ thu được cái hình như vậy. Và bên cạnh là cái cấu trúc tinh thể của muối ăn. Đây là một cái khối lập phương được mô phỏng theo hình học không gian 3 chiều ha. Thì cái cấu trúc này nó gồm các cái nguyên tử là natri và clo, các nguyên tử natri clo của muối ăn đó. Các nguyên tử natri và clo nó xếp chặt với nhau và tạo thành hình khối như thế này. Và đây là cấu trúc tinh thể của kim cương. Và đây là cấu trúc tinh thể của đá thạch anh. Như vậy thì từ những cái hình vẽ đó các em có thể là các em cũng mường tượng được thế nào là một cấu trúc tinh thể rồi ha. Như vậy thì cấu trúc tinh thể đó là cấu trúc tạo bởi các hạt. Các hạt này gọi là cái nguyên tử hay là phân tử hay là ion. Cấu trúc tinh thể hay người ta có thể gọi ngắn gọn là tinh thể. Và trong cấu trúc tinh thể này thì là các hạt này nó liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp thêm một trật tự hình học không gian xác định, gọi là mạng tinh thể. Và trong đó mỗi hạt này nó luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. Các hạt này nó luôn dao động nhiệt, nhưng mà những cái dao động này là dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Đó là đặc điểm của cái chất rắn mà các em đã được học ở cái bài trước rồi ha. Nó dao động chỉ quanh vị trí cân bằng thôi, chứ nó không có dao động quanh, chứ không có dao động hỗn độn như là ở thể lỏng hay là thể khí ha.
Thì kích thước tinh thể của một chất á, có thể là thay đổi từ vài cm đến vài nanomet, và kích thước của nó là lớn hay là nhỏ đây tùy thuộc vào cái quá trình hình thành tinh thể là diễn biến nhanh hay chậm. Nếu như mà tốc độ kích tinh càng nhỏ thì tinh thể sẽ có kích thước càng lớn.